Xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Khanh Béo TV. Xin được kính chúc cho tất cả mọi người luôn có thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, trong cuộc đời mỗi con người thì tất cả chúng ta được sinh ra và được làm người và vẫn còn khỏe mạnh trên trần thế. Đây cũng là một trong những cái điều hạnh phúc nhất của tất cả mọi người chúng ta. Nhưng kính thưa quý vị, đâu đó vẫn còn những hoàn cảnh thật sự rất là éo le, rất thương tâm. Có những mảnh đời 8-90 tuổi, có những mảnh đời thật sự còn quá trẻ, đã phải ra đi về nơi an nghỉ cuối cùng. Thì ngày hôm nay, Khanh Béo TV muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn một lễ tang thật sự rất đau lòng của em Maria Ngọc Dung. Em Ngọc Dung thì năm nay 40 tuổi và em đã đột ngột qua đời, để lại hai con nhỏ cùng với người chồng. Thì để những nỗi xót xa đè lên vai người chồng, gánh nặng vất vả thì để cho người chồng phải gánh chịu. Sau đây thì lễ tang diễn ra như thế nào? Khanh Béo TV xin được kính mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi. Kính thưa toàn thể các quý vị và các bạn thân mến. Tiếp tục thì hôm nay, Khanh Béo TV xin được cập nhật lễ tang của em Maria Phạm Ngọc Dung. Em Phạm Ngọc Dung, không may em đột ngột qua đời. Mặc dù đã được toàn thể gia đình cùng với các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa, song em không qua khỏi và đã chút đi hơi thở cuối cùng từ trần vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2023, nhằm ngày mùng 3 tháng 3 năm Quý Mão, em hưởng dương 40 tuổi. Em Ngọc Dung ra đi thì để lại cho hai đứa con nhỏ với người chồng xót xa vô hạn, không có gì có thể bù đắp được. Mẹ ơi, vậy là từ đây hai con của mẹ đã mồ côi. Không bao giờ chúng con gặp mẹ được nữa. Con thua bạn kém bè kể từ ngày hôm nay. Sẽ không bao giờ con được mẹ dạy bảo, được mẹ chiều chuộng như mọi khi. Khi nhận được tin mẹ qua đời thì tất cả các ông bà, anh chị em, cô chú bác xa gần nay đã tề tựu về hết nơi đây để cùng nhau cầu nguyện, để tiễn đưa mẹ nốt chặng đường cuối cùng của cuộc đời. Vậy là từ đây mãi mãi, mãi mãi chúng con không bao giờ gặp lại. Sáng nắng mưa chiều chẳng thấy mẹ đâu. Con còn bé thơ thì tang đội trên đầu, lòng đau xót ngậm ngùi rơi lệ. Không còn mẹ để cho chúng con nương tựa, biết về đâu khi mẹ không còn. Mẹ ơi, mọi ngày thì chúng con đi sớm về chiều, cứ đi học về là được bên mẹ trong vòng tay ấm áp. Nhưng giờ này đây, sao mẹ chẳng nói một lời với chúng con, để cho chúng con đau xót vô cùng. Dung ơi, tình vợ chồng
từ mây đôi ngả. Cách biệt rồi, anh biết phải làm sao? Bấy năm qua thì vợ chồng san sẻ, cay đắng buồn vui thì cùng nhau chia sẻ ngọt bùi. Mà giờ này đây, em đã vĩnh viễn xa rời, không trở lại về với anh được nữa. Kể từ đây những lúc cơm bữa chẳng thấy nhau để cùng yêu thương, vậy là từ đây đã cách trở dặm trường. Em đi rồi, gánh nặng anh đành chịu. Cầu chúc cho em về nơi ấy xa xôi, được về với Chúa, được nghỉ ngơi an nhàn. Hãy luôn hướng về để em che chở cho bố con anh, cho tất cả mọi người sống trên đời này luôn được mạnh khỏe, luôn được bình yên. Cảm ơn tất cả các quý vị đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với Khanh Béo TV. Xin cầu chúc cho tất cả các quý vị luôn được hạnh phúc, mạnh khỏe và bình an. Và Khanh Béo TV rất mong quý vị hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ. Và cũng đừng quên nhấn chuông để ủng hộ cho kênh. Và các quý vị hãy để lại những lượt bình luận để chúng ta cầu nguyện cho em Ngọc Dung được ra đi về với Chúa, được thảnh thơi bên Chúa. Mời quý vị theo dõi video.